À, giờ anh chủ anh cũng chở cỏ về. À, tôi cũng về theo anh ấy để test luôn cỏ cho bà con xem. À, bên em đây cũng mang máy xuống để giới thiệu cho anh, cũng test để xem có phù hợp với nhu cầu của anh, cũng như nó có thể băm được như anh đã từng coi trên video đây. Bên công ty em đó, giờ thì em test trực tiếp cho anh coi luôn. Và CV bật lên xong đợi khoảng vài giây cho nó motor nó hoạt động, cho nó chân chu rồi mình hãng bỏ cỏ vào để mình băm. Được hết anh. Mình tắt TV đúng không? Mình chờ nó dừng hẳn. Đó, mình rút mình tắt TV, nếu mình không sử dụng mình rút dây điện ra luôn giùm em nghe. Rút dây điện ra giùm em. Mình chờ nó đóng hẳn, sau đó mình đóng nắp lại cho nó an toàn. Ok nghe. Đó. Được. Là nó như thế này là vừa tầm cho bò ăn luôn. Không, thật sự là trước mình cứ tìm hiểu cái máy này ở trên video thì cũng nhiều lắm, nhưng mà thật sự là mình xem nó không thực tế lắm, nhưng mà giờ trong thực tế như thế này thì đúng là mình cảm thấy là cái máy này nó rất là phù hợp cho lại đàn bò của nhà mình.